Không đẹp trai bằng, nhưng mặt mộc của Trường Giang cũng khiến Kang Tio phải toát mồ hôi. Trang điểm kỹ càng thì Trường Giang không bằng Kang Tio, nhưng khi rũ bỏ lớp son phấn thì không biết ai hơn ai đâu nhé. Xét về vẻ điển trai lẫn vóc dáng thì Trường Giang khó lòng mà so sánh được với tình địch Kang Tio. Nam danh hài Việt Nam thấp bé và cũng không đậm chất soái ca như Mỹ Nam xứ Hàn. Tuy nhiên, khi cả hai cùng lột sạch son phấn thì vẫn có điều bất ngờ xảy ra. Với Kang Tio, có thể thấy mặt mộc của anh chàng so với lúc trang điểm kỹ càng chẳng hề khác biệt chút nào. Đặc biệt là làn da trắng mịn màng khiến bao cô gái phải ngưỡng mộ. Vốn đã là mỹ nam sẵn nên Kang Tio không cần sử dụng quá nhiều son phấn make up hỗ trợ mà vẫn tỏa sáng. Lần nào xuất hiện với gương mặt mộc, mỹ nam xứ Hàn cũng dễ dàng đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ. Không giống nhiều sao nam Hàn khác biệt và nhợt nhạt lúc thiếu son phấn, Kang Tio vẫn long lanh như thường. Về điểm này, Trường Giang cũng chẳng hề thua kém Kang Tio. Nam danh hài sở hữu gương mặt mộc không có chút gì khác biệt so với lúc trang điểm trên sân khấu. Anh chàng may mắn có làn da mịn màng láng bóng. Dù liên tục phải làm việc với cường độ cao khi da mặt Trường Giang vẫn khỏe mạnh và ít khi nổi mụn. Đó là lý do giúp Trường Giang ít khi bị phờ phạc kém sắc mà vẫn giữ nguyên phong độ. Trường Giang trắng sáng và hơn trắng thành, một anh chàng làn da thường xuyên bị xuống cấp do áp lực công việc. Thế nên mới nói, Kang Tio chắc cũng phải ngưỡng mộ nhan sắc người yêu Nhã Phương khi để mặt mộc. Bởi xét cho cùng, Trường Giang còn hơn Kang Tio đến 11 tuổi mà vẫn giữ làn da trẻ trung khỏe mạnh đến thế thì đúng là không phải dạng vừa. Đến tuổi của Trường Giang, biết đâu mỹ nam xứ Hàn còn không sửa được nhan sắc long lanh như trước. Thế nên mới nói về mặt mộc thì Trường Giang cũng ăn điểm chẳng kém Kang Tio. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!